đầu gối xảy ra rất phổ biến ở người trung niên và người cao tuổi, ảnh hưởng nhiều đến vận động và sinh hoạt hàng ngày, khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và làm giảm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đau nhức khớp gối có thể là cơn đau thông thường, cũng có thể là một sự cảnh báo về các căn bệnh xương khớp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, như chúng ta bị chấn thương đầu gối, rách dây chằng, rách trụ trên, hoặc là viêm khớp gối, viêm bao hoạt dịch đầu gối, cũng có thể là bệnh viêm đa khớp dạng thấp, dân gian hay gọi là thấp khớp anh chị, hoặc là thoái hóa khớp gối cũng là nguyên nhân gây ra đầu gối. Đau khớp gối diễn ra thường xuyên, ngày một nặng, gây ra nhiều khó khăn khi người bệnh vận động, đặc biệt là trong tư thế đi bộ, leo cầu thang hoặc khi chúng ta mang vác các vật nặng. Vì vậy, cái bệnh viêm khớp gối này cần được chữa trị sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm sau này. Sau đây Dược Sư Luận sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn phương pháp tiêm trần đơn giản nhất, dân gian nhất để chúng ta điều trị cái bệnh đau khớp gối này thật hiệu quả tại nhà. Chúng ta sẽ tác động vào sinh huyệt số 9. Vị trí sinh huyệt số 9 nó là giao điểm của đường quai miệng kéo dài và đường thẳng của cái xương hốc mắt xuống. Chúng ta sờ theo cái tổ lông mày thì thấy xương hốc mắt ở đây thì nó nằm ở ngay ngoài gần quai mắt anh chị. Thì đây chúng ta kẻ một cái đường xuống như thế này, rồi kéo cái đường quai miệng chúng ta ra, thì nó gặp nhau ở đâu thì đó chính là cái sinh huyệt số 9. Thì chúng ta dùng ngay cái đầu gối này, hoặc là cái que giò huyệt, hoặc nếu không có chúng ta dùng ngay ngón tay cũng được. Chúng ta đặt ở đây. Thế khi mà có cái đầu đũa đây thì chúng ta tác động nó sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta đặt đầu đũa ở đây và chúng ta day. Chúng ta day tuần chiều khi đồng hồ với anh chị. Day tuần chiều khi đồng hồ 30 vòng. Hoặc là chúng ta căn khoảng từ 30 giây đến 1 phút. Chuyển qua làm tương tự với sinh huyệt số 9 của bên đối diện. Chúng ta cũng day tuần chiều khi đồng hồ từ 30 giây đến 1 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ trà day vào cái vùng sinh huyệt ở gần mang tai này. Theo trên chẩn hình thì cái vùng phía trước mang tai này nó cũng có một cái đồng hình của cái đầu gối chúng ta. Kẻ ngay một đường từ thái dương xuống và một đường từ lỗ tai này, từ trước lỗ tai chúng ta ra đấy, thì nó gặp nhau ở đâu, ở vị trí nào thì đó chính là cái sinh huyệt mà chúng ta cần tác động. Để mà thuận tiện khi day huyệt, chúng ta có thể dùng thêm một chút cao nóng hoặc là dầu nóng anh chị, ta chấm vào đây thì chúng ta day cũng day trong chiều đồng hồ ngay tại vị trí này trong thời gian từ 30 giây cho đến 1 phút. Sau đó chúng ta chuyển qua làm tương tự với cái sinh huyệt phía đối diện, tiếp tục cảm nhận xem là cái vị trí đau ở dưới đầu gối nó đã bớt, đã giảm chưa. Nếu chưa bớt, chúng ta tiếp tục tác động lên vùng sinh huyệt 197. Thì theo cái đồ hình trên trần, phía trên trán chúng ta đây, phía trên lông mày khoảng từ 3 đến 4 cm, theo hai cái đường này, cái đường ngang hai bên trán như thế này, nó cũng có hai cái sinh huyệt tương ứng với cả hai cái đầu gối của chúng ta. Chúng ta vạch ngang dò xem có cái điểm nào nó đau nhiều nhất. Thì nếu mà xác định cái điểm đau thì chúng ta dùng ngay đầu gối này chúng ta day. Chúng ta cũng day thuận chiều khi đồng hồ trong thời gian là từ 30 giây đến 1 phút. Và chúng ta dò thử cái phía sinh huyệt bên cạnh nó có đau không. Nếu như đau thì chúng ta cũng tiếp tục trà, chúng ta có thể trà gạch ngang gạch ngắn như thế này. Đấy, hoặc là chúng ta day tròn theo chiều đồng hồ này từ 30 giây cho đến 1 phút. Tiếp theo chúng ta tác động vào vùng sinh huyệt ở trên cái đỉnh tai này. Trong cái đồng hình đồng dạng của diễn trần thì cái trên đỉnh tai chúng ta kéo lên trên đầu thẳng theo nhất ra đầu này, nó cũng có một cái vùng sinh huyệt tượng trưng cho cái đầu gối của chúng ta. Thì chúng ta từ cái đỉnh cao nhất của tai chúng ta dò ngược lên trên phía đỉnh đầu đây, chúng ta dò trên cái đoạn này, trà gạch từ từ, chúng ta cảm nhận xem, hoặc chúng ta nói người bệnh, cái người chúng ta chữa bệnh cho đấy, cảm nhận xem có điểm đau nào không. Cái điểm nào đau mà đau nhức nhiều đó, thì chúng ta xác định đó chính là sinh huyệt chúng ta day bấm. Thì các anh chị chấm thêm một ít cao và chúng ta day bấm ngay tại cái điểm này. Thì nguyên tắc là chúng ta cũng day thuận chiều khi đồng hồ
trong thời gian 30 giây đến 1 phút. Đó là chúng ta đếm, đếm trong khoảng 30 tiếng đếm, từ 1 đến 30. Sẽ chuyển qua là bên cạnh đối diện, tai đối diện. Thì chúng ta cũng già dọc từ cái đỉnh tai như trên này, nhìn cao này, xem nó có điểm đau nào không. Nếu có điểm đau thì chúng ta cũng tác động. Tương tự là chúng ta day tuần chiếc kỳ đồng hồ trong thời gian là 30 giây đến 1 phút. Sau khi mà tác động vào các sinh vật xong, chúng ta dùng dầu nóng hoặc cao nóng, chúng ta xoa thêm lên cái vùng sinh vật mà chúng ta vừa tác động để tăng cái hiệu quả chữa bệnh anh chị.